Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Thì video ngày hôm nay mình lại đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ Sapa. Trên màn hình mọi người đang xem ấy, đây là một vườn hồng cổ Sapa mà đang nở nhá. Form hoa ở đây là form hoa hồng cổ Sapa này. Đấy. Đẹp chưa? Đây là một vườn luôn này. Vườn này thì nó đang là lở và nó nở đang là cái lúc mà lở nhiều nhất, to nhất và lở lúc này là đẹp nhất. Mấy hôm vừa rồi nó nắng nữa nên là cái form hoa của hoa hồng cổ Sapa mọi người có thể thấy rằng là nó rất là đỏ, so nó đỏ theo đỏ hồng cánh sen rồi nhưng mà nó còn đỏ đỏ, nó đỏ thắm đi luôn ấy, đỏ ửng đi luôn ấy. Đấy. Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao, ít nắng thì cây nó có cái form hoa nó màu nhạt hơn, nó nhạt hơn. Nhưng với cái thời tiết nắng và độ ẩm nó thấp thì cái cây hoa nó lở, nó căng hết cả tất cả các bông lên rất là nhiều. Đây này, ở trong nó như là dạng trứng luôn này. Đấy, chớm lở này nhìn nhìn như là dạng trứng luôn này. Đấy, đây này, đẹp chưa? Đấy, đây là một cây nhá. Đấy. Với các cái dòng hoa hồng nói chung thì là phải cần rất nhiều nắng. Cần rất nhiều nắng. Với các cái dòng hoa hồng thì phải cần nhiều nắng. Khi mà mới về nhận cây về thì có thể rằng là nó ít nắng hơn, mọi người để trong chỗ mát. Và khi mà cây nó đã ổn định, gọi là bắt đầu bật mầm lên rồi thì mọi người phải chuyển ra nắng ngay lập tức để cây nó có thể quang hợp được nhé. Chứ còn nếu mà cứ để ở ngoài hay là để ở trong cái thời tiết mà nó khi mà bật mầm rồi mà vẫn để ở trong các cái râm mát ấy, thì cây có thể nó sinh trưởng phát triển nó kém hơn. Đây form hoa hồng của Sapa này. Như thế này nó vẫn chưa to hết bằng cái đợt trong năm đâu. Bởi vì đợt trong năm ấy thì là cái cây đợt trong năm ấy thì cái form cây của nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Hoa nó to hơn nữa. Thế nhưng mà sang cái đợt đầu năm này thì ngoài Bắc này thì mưa phùn nhiều. Độ ẩm nó cao, được hoa và hoa được như này thì cũng đã là tốt lắm rồi. Đấy, hoa được như này cụ thì cũng đã là tốt lắm rồi. Đây này, chưa, đấy, form hoa đấy. Đây như cây này này lở rực luôn, lở đỏ luôn hết cây. Đấy mọi người nhìn xem. Dạo này thì mình sẽ tập trung vào nhiều hoa hồng của Sapa hơn, bởi vì hiện tại là hoa hồng của Sapa thì vườn là đang nhiều. Thứ hai nó đang là lúc lụ, đấy, đang là lúc lụ. Đấy, nó đang là lụ và bông to như này nữa thì là mình sẽ tập trung vào cái dòng hoa hồng này hơn. Ủa, bác ơi. Dạ vâng. Thì cái form hoa này nó to hơn. Đấy. Và cái vườn này thì nó đang lở nhưng mà khi mà gửi cây cho mọi người thì sẽ gửi những cái vườn mà nó đang dạng mầm nhá, dạng mầm hay dạng lụ già nhá, ở mé bên kia của nhà mình kìa. Chứ còn đây là cái vườn này nó đang lở thì mình quay cho mọi người hình dung ra được là cái form hoa như này. Form hoa nó như thế nào với các cái dòng hoa hồng của Sapa. Đấy. Thì để mọi người có thể lắm nhìn một cái cách trực quan hơn. Các bác nào mới chơi hoa, mới tìm hiểu về hoa thì có thể là biết được à cái dòng này nó đang là mầm như này, lở ra sao, lụ thế nào này. Ngoài trực tiếp tại vườn nó ra sao này. Khi về nhà thì nó sẽ như thế nào này, để mọi người có thể nắm bắt được. Đấy. Mục đích xây dựng kênh để gì, để làm gì, để trước tiên là giới thiệu về cây cảnh này, thứ hai là cây nông nghiệp này, nông sản với cả đặc sản của Hưng Yên. Thì nhà mình thì có hoa hồng thì mình tập trung nó vào hoa hồng nhiều hơn, thì để mọi người nắm bắt được rằng à khi mà cây nó sau khi cắt hết nước hoa, cắt đi tầm khoảng độ 5 đến 6 tuần thì lại ra một lớp hoa mới. Form hoa nó như thế, form hoa của từng loại nó như thế nào và hoa nó ra sao, để tránh tình trạng mọi người mua một đằng và nhận cây nó một hình thức khác thì có thể rằng là mọi người nắm bắt được. Đây. Đấy. Các cái bác nào mới chơi thì có thể rằng là chưa biết được về các cái dòng hoa nó như thế nào, các cái form dáng cây ra sao. Nhưng mà khi mình quay như thế này. Đây này. Thì rằng có thể rằng là biết được rằng là cây nó
form hoa và các cái điều kiện thích nghi của cây. Đấy. Trong năm thì cây nó như thế nào, ngoài năm thì nó sẽ ra sao, form hoa trong năm nó to hơn đầu năm lý do gì đấy, và các cái làm cách nào để cho ra nhiều lụ, nhiều mầm. Cắt sâu vào một chút thì mầm nó to nó khỏe, còn nếu mà cắt ngay ở trên đầu thì nó nhanh ra mầm nhưng đổi lại hoa nó bé hơn đấy. Nhưng mà cắt sâu, khi mà cắt hết cây hết hoa, cắt sâu vào một chút thì nó lại nâu lên mầm, đổi lại thì khi mà ra hoa thì bông nó to hơn đấy, mọi người nắm bắt được nhiều nhiều hơn, rõ hơn. Còn các cái dòng hoa và những cái vườn nó đang nở như này thì không phải lúc nào là cũng có đấy. Nó lại phải mất tầm độ một tháng hay hơn một tháng, tháng rưỡi 2 tháng cơ thì nó mới ra được, và nó còn đẹp, còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Với các cái dòng hoa nói chung thì phụ thuộc vào thời tiết thì khá là nhiều, bởi vì nếu mà thời tiết mà nó nắng và cái nhiệt độ nó thích hợp thì như cái vườn này thì form hoa nó rất là đẹp. Còn với các cái có thể là thời tiết nó không thuận ấy, lúc nắng rồi lúc nó mưa nhiều đấy, hay là lúc nó nắng quá thì cái form hoa nó cũng đã khác rồi. Còn nếu mà cái thời tiết nó ổn định mà nó thuận như này thì mọi người có thể nhìn thấy cái vườn hoa nó nhìn nó đẹp hơn không. Với cái dòng Sapa này nếu mà trồng được ở trên dưới đất ấy, thì cái form hoa và cây nó đẹp hơn khi trồng trên chậu, bởi vì trồng theo như mình như vậy, bởi vì trên chậu rằng là nó nhất là cái diện tích để cái bộ rễ nó sinh trưởng phát triển nó không được nhiều lắm, nó chỉ có một trong cái khoảng nhất định nào thôi. Còn khi mà trồng ở dưới đất ấy, thì nó có thể là ăn ra khắp nơi. Với cả ở trong đất này nó có nhiều cái vi sinh vật có lợi kích thích cái bộ rễ phát triển, và khi bộ rễ phát triển rồi thì nó hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, nó có thể nuôi được nhiều hoa hơn, nó làm cho cái cây hoa nó đẹp hơn, hút được nhiều nước hơn, thì có thể nó bơm cái nguồn nước nên các cái cánh hoa nó căng hơn, nó mịn hơn, nó tròn hơn, nó đều hơn, đẹp hơn. Đấy. Đây. Với cái dòng hoa của Sapa này thì nhiệt độ thích hợp để cái dòng này nó sinh trưởng phát triển tốt là nó rơi vào khoảng độ từ 18 cho đến 25 độ C. Cái dòng này là hoa hồng ngoại nhưng mà đã du nhập vào Việt Nam rất là lâu. Mọi người có thể lên Google tìm hiểu, bởi vì mình không có những cái thông tin cụ thể hoặc là chính xác thì mình không dám nói. Nhưng mà do cái hồng này thì do mình biết được là do người Pháp người ta mang sang trồng ở trên Sapa. Thì cái điều kiện ở đấy nó thích hợp hơn. Điều kiện ở trên đấy nó thích hợp hơn thì có thể rằng là lấy luôn cái tên của cái lơ trồng đấy là hoa hồng của Sapa ấy. Còn hoa hồng đào cổ này, hồng bạch xếp này, rồi các cái dòng hoa hồng nhung này, hầu hết là đều là có cái nguồn gốc từ hoa hồng ngoại. Đấy. Cái form này, cái chỗ này mấy cây này nở rất là nhiều, đẹp. Nên là quay tập trung vào đây. Đấy. Lát nữa sẽ chụp một ít hoa và một chút video mà để ghép nhạc thì có thể rằng là cái vườn này sẽ đẹp hơn. Đấy, bởi vì nó đang nở nhiều mà. Cái vườn này thì mình chỉ quay để cho mọi người nhìn thấy form hoa hồng của Sapa thôi. Chứ còn cái vườn này nó thoát thấp, thoát tầm khoảng độ 40-50. Với cả vườn này nở hết rồi. Nếu mà có gửi cây vườn này phải cắt hết hoa. Bên này vườn đang nụ. Mấy hôm nay bị cúm nên mệt lắm. Mệt quá. Thì thôi vẫn cứ cố gắng quay một chút để đăng video lên YouTube. Đấy. Vườn này rất là đẹp. Hoa lở đẹp lắm. Đôi khi mà có những cái khoảng không gian nó tĩnh lại, mình nhìn ngắm hoa đẹp hơn. Với các cái dòng hoa này thì thường thường là dành cho các bác nào mà nó về bên cái chơi hoa, nó về bên nó nhẹ nhàng, tính cách nó về bên tính cách nó nhẹ nhàng. Thứ hai là cần có thời gian để chăm cây. Đang bị cúm hơi mệt. Đẹp lắm. Nhìn chưa?
cứ để đây rồi cứ để cho gió nó tự nhiên nó thổi, nhìn cái quang cảnh nó rất là đẹp. Thứ hai rằng là nó tự nhiên nhất, không có một cái chút gì để gọi là xô bồ hay là có những cái nó cuộc sống nó bon chen mưu sinh ở trong này. Những hôm đi quay cây như này là những cái ngày mà cảm giác cái thoải mái nhất, không phải là bon chen rồi thêm thắt phải là tìm xe rồi cước phí rồi các thứ. Đấy, đi quay mình hôm nay đứng cái góc này khá là lâu rồi, thì video này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bác nào mà muốn có cây hoa hồng cổ hộ Sapa, hồng đào cổ hộ và các loại hồng cổ khác thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 03543 98599 nhé. Rồi, chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé.